Xin chào các khán giả thân yêu của Lịch sử Trung Quốc. Các bạn thân mến, Gia Cát Lượng vốn nổi tiếng là một con người tài năng lỗi lạc, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Thậm chí, ngay cả ba vị quân chủ thời kỳ Tam Quốc cũng đều phải nể phục ông và muốn rước ông về để phò tá cho mình. Tưởng chừng đối với Gia Cát Lượng sẽ chẳng có ai làm cho ông ta phải sợ cả. Ấy thế mà, đời không như mơ các bạn. Cho dù Khổng Minh tài giỏi đến đâu, cũng vẫn kiêng dè một phép trước vị tướng giỏi của Tào Tháo. Thậm chí, đó còn là khắc tinh của Khổng Minh nữa đấy. Vậy, vị tướng tài ba khiến Gia Cát Lượng phải nể trọng là ai? Rốt cuộc, ông ta có gì đặc biệt mà Khổng Minh phải sợ? Tất cả các bạn hãy cùng Lịch sử Trung Quốc tìm hiểu ngay sau đây nhé! Các bạn thân mến, Gia Cát Lượng luôn được các quân chủ coi trọng bởi ông không chỉ là một người có tài mà còn có một lòng trung thành tuyệt đối, có thể gánh vác đất nước trên vai và tiến về phía trước, lại không tham lam quyền lực, cũng không quá coi trọng lợi ích của bản thân. Chỉ tiếc là đến cuối cùng, ông đã qua đời vì quá lao tâm khổ tứ cho chiến dịch Bắc Phạt. Chính sự cúc cung tận tụy đến chết mới thôi này đã khiến Gia Cát Lượng nhận được sự tôn trọng và sùng bái của hậu thế. Trong các tiểu thuyết, Gia Cát Lượng đã trở thành một biểu tượng của trí tuệ mà ít ai có thể sánh bằng. Tuy nhiên, vào cuối thời Tam Quốc, một đối thủ của Gia Cát Lượng cũng xuất hiện, đó là nhân vật Tư Mã Ý của Tào Ngụy. Đây chính là cái kết tất yếu của tiểu thuyết diễn nghĩa. Thế nhưng điều đáng nói là, xét cả trong tiểu thuyết và trong thực tế lịch sử, thì người Gia Cát Lượng kiêng dè nhất lại không phải là người được cho là đối thủ của ông. Vậy người thực sự khiến Gia Cát Lượng phải kiêng dè là ai? Câu trả lời, đó là một đại tướng quân dưới trướng của Tào Tháo, Trương Cáp. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tài năng của Trương Cáp, xem ông ta như thế nào mà lại khiến quân sư thuộc Hán kiêng dè đến vậy nhé. Trương Cáp, sinh năm 167, mất năm 231, là một trong năm tướng giỏi của Tào Tháo, nhưng ông lại không thực sự là người có tiếng tăm lừng lẫy nhất. Mọi người thường quen với cái tên Trương Liêu hay Vu Cấm hơn, thậm chí đến Bàng Đức còn nổi tiếng hơn Trương Cáp, bởi đây chính là kết quả mà tiểu thuyết diễn nghĩa diễn giải. Trương Liêu có lẽ không cần nhắc đến, bởi ông có thể khiến Tôn Quyền tâm phục khẩu phục. Còn Bàng Đức và Vu Cấm cũng nhờ nhân vật Quan Vũ mà trở nên quen thuộc với mọi người, bởi họ đều bị Quan Vũ đánh bại trong cuộc chiến Tương Dương mà Quan Vũ đã phát động. Một người thì đầu hàng, một người thậm chí còn bị giết. Còn Trương Cáp ban đầu không phải là tướng quân dưới trướng của Tào Tháo mà là thuộc hạ của Viên Thiệu, đối thủ lớn nhất của Tào Tháo. Về điểm này, dưới thời Tam Quốc, đặc biệt là võ tướng dưới trướng của Tào Tháo, phần lớn đều đến từ các đối thủ cạnh tranh như Trương Liêu, ban đầu là thuộc hạ của Lã Bố, chính là một điển hình. Rất nhiều tướng lĩnh ở các phe phái khác dưới thời Tam Quốc cũng như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự vĩ đại của Trương Cáp. Trương Cáp thực sự cho rằng Viên Thiệu khó có thể làm nên chuyện lớn. Cuối cùng đã đầu hàng phe Tào Tháo khi Tào Tháo đang đánh úp kho lương thảo của Viên Thiệu. Kể từ đó, ông bắt đầu cuộc đời binh nghiệp theo Tào Tháo. Đỉnh cao của cuộc đời ông chính là khi Gia Cát Lượng lần đầu đưa quân đi Bắc Phạt. Đối đầu với Gia Cát Lượng trong suốt trận chiến lại không phải là Tư Mã Ý, mà chính là Trương Cáp. Ông đã bao vây Mã Tắc trong thời điểm then chốt của trận Nha Đình, từ đó mới có thể khiến Gia Cát Lượng phải thất bại. Trong trận chiến này, có thể nhận ra rằng không phải Mã Tắc không có thực lực, mà là do đối thủ là Trương Cáp quá mạnh nên không thể không nhận lấy thất bại. Có thể nói trong trận Nha Đình, về cơ bản là do sai lầm của Gia Cát Lượng. Ngay cả khi Mã Tắc không thay đổi chiến lược tác chiến của Gia Cát Lượng thì khả năng thắng trận này vẫn là rất thấp. Cho dù đổi người trấn thủ là Triệu Vân đi chẳng nữa, thì với phe Gia Cát Lượng, kết quả cuối cùng cũng chỉ là bớt đi chút thiệt hại mà thôi. Mặc dù nhiệm vụ của họ không phải là tấn công mà là cầm chân kẻ địch, nhưng đối với một danh tướng như Trương Cáp thì làm sao có thể xem nhẹ được. Tài năng là vậy, nhưng Trương Cáp lại đoản mệnh. Cái chết của Trương Cáp thực ra hoàn toàn là do sự tồn tại của ông đã ngăn cản một người, đó chính là Tư Mã Ý. Trương Cáp trung thành với nhà họ Tào và ảnh hưởng của ông lúc bấy giờ rất lớn. Vì vậy, Tư Mã Ý một khi muốn bành trướng thế lực, thôn tính Tào Ngụy thì không thể tiếp tục thu nạp ông ta dưới trướng mình mà chỉ có thể tiêu diệt.
Vì vậy, nên trong một trận đánh với quân Thục Hán, khi quân Gia Cát Lượng đang rút về, Tư Mã Ý vẫn để Trương Cáp đuổi theo, mượn tay quân Thục để loại bỏ tảng đá ngáng đường. Ngụy Lực viết, quân Lượng lui về, Tư Mã Ý sai Cáp đuổi theo. Cáp nói, quân Pháp dậy, vây thành, tất phải mở lối thoát cho giặc. Quân địch chạy, chớ nên đuổi theo. Ý không nghe, Cáp bất đắc dĩ, phải tiến binh. Vì quân Thục bố trí mai phục trên núi cao, cùng nỏ bắn loạn xạ, Cáp bị trúng tên vào bắp đùi. Cuối cùng, Cáp bị trúng kế của Gia Cát Lượng ở Kiếm Các và bỏ mạng. Các ghi chép khác cũng ghi lại rằng, Trương Cáp lúc đó là lão tướng nhiều kinh nghiệm nên không đuổi theo Gia Cát Lượng. Nhưng Tư Mã Ý, hoặc là vì thiếu hiểu biết, hoặc là cố ý hại ông để tranh quyền nên ra lệnh cho ông đuổi theo. Trương Cáp được phong tước hầu sau khi chết. Qua những chi tiết này, có thể nói chính Tư Mã Ý đã cố tình làm khó Trương Cáp. Theo cách đó, một danh tướng tốt của Tào Ngụy, một người khiến cho cả Gia Cát Lượng cũng phải kiêng dè, đã bị Tư Mã Ý hãm hại. Bởi vậy mà sau này, khi Tư Mã Ý phát động cuộc đảo chính, không còn ai ra tay giúp đỡ gia tộc nhà họ Tào đến cùng nữa. Các bạn thân mến, Gia Cát Lượng suy cho cùng cũng chỉ là một con người, không phải thánh nhân, cũng có những người khiến ông phải sợ hãi. Ngoài kiêng dè Trương Cáp, cả đời Gia Cát Lượng một đời sợ nhất ba người. Trong đó, người đầu tiên thông minh hơn ông, hai người còn lại khiến truyền kỳ về ông bị thay đổi. Cụ thể là ba nhân vật sau đây. Đầu tiên là Pháp Chính. Người này trước là bộ hạ của Lưu Trương, sau được Lưu Bị thu nhận và được trọng dụng làm thượng binh. Quả thật, bên cạnh Ngoạ Long, Phượng Sồ, dưới trướng Lưu Bị còn có một mưu sĩ cực kỳ tài năng khác. Y được đánh giá là có thể sánh với thiên tài Quách Gia của Tào Ngụy. Nhiều ý kiến cho rằng ông mới là đệ nhất quân sư của Lưu Bị, địa vị quan trọng hơn Khổng Minh. Ông dẫn đường cho Lưu Bị đoạt Hán Trung từ tay Tào Tháo. Ông là kẻ duy nhất lộng quyền giết người mà Khổng Minh không cản. Ông chính là Pháp Chính. Pháp Chính tự là Hiếu Trực. Do thiên hạ mất mùa nên lặn lội vào Thục đấu quân cho Lưu Trương, nhưng lại không được trọng dụng. Có tài mà không gặp thời, lại thường xuyên bị người Thục ghẻ lạnh vì là kẻ ngoại lai. Tưởng như ông sẽ trải qua một đời an nhàn vô tích sự như thế. Thì nào ngờ, trong một lần tình cờ đi sứ Kinh Châu, Pháp Chính gặp được Lưu Bị. Sau vài lần tiếp xúc, ông cảm thấy Lưu Bị xứng đáng là minh chủ hùng tài đại lược, nên quyết tâm đi theo phó tá. Ca hạ là anh tài cái thế, Lưu Trương vô năng không thể làm minh chủ. Nay Trương Tùng làm nội ứng, giúp đoạt Ích Châu, dùng Ích Châu chủ phú làm căn cơ, lấy địa thế hiểm trở làm chỗ dựa mà thành đại nghiệp dễ như trở bàn tay. Từ ấy, Pháp Chính kề vai sát cánh với tiền chủ tung hoành thiên hạ, đánh Tây dẹp Trung, trở thành đệ nhất tà thần xây dựng Thục Hán, viết nên trang sử chói lòa giữa khói lửa mịt mù thời chiến loạn. Trong chiến dịch công chiếm Hán Trung, Pháp Chính là quân sư chính của Lưu Bị. Những sách lược của ông đã khiến quân Tào đại bại hoàn toàn, dâng Hán Trung vào tay Lưu Bị. Trong trận đánh này, Pháp Chính dùng liên hoàn kế, bảy kế sách thông minh khéo léo, từng bước dẫn dụ Tào quân càng đánh càng mờ mịt khó hiểu, vùng vẫy mà vẫn không thể thoát ra. Cho dù có quân cứu viện cũng chẳng thay đổi được gì. Chiến thắng này có được dựa trên sự hiểu biết về tướng địch, nhãn quan chính trị sắc bén về thời cuộc Tào Ngụy bấy giờ. Kết hợp cùng khả năng tính toán tuyệt vời của Pháp Chính, biến Hán Trung thành miếng gần gà mà một kỳ tài quân sự như Tào Tháo cũng phải ngậm ngùi nhả ra trong tiếc hận. Lấy được Hán Trung là một trong những chiến thắng trọng yếu của Thục Hán, giúp Thục hình thành cục diện tam phân thiên hạ với Ngô, Ngụy về sau. Sau khi Tào Tháo thua trận phải lui quân về Hứa Đô, ông vẫn luôn canh cánh trong lòng và cảm khái nói: "Ta đã biết Huyền Đức không có khả năng thực hiện việc này, tất phải có người bày mưu hắn." Nhận ra cái tài của Pháp Chính và vô cùng muốn có được vị mưu sĩ này, nhưng Tào Tháo không thể làm được. Lần đầu tiên trong đời, ông bày tỏ niềm tiếc hận sâu sắc của bản thân. Ngô có được anh hào khắp thiên hạ, nhưng duy nhất không thể có được Pháp Chính. Pháp Chính là người có ơn báo ơn, có thù báo thù, yêu ghét rõ ràng, nên hết mực giúp đỡ những ân nhân từng chiếu cố mình. Nhưng mặt khác, ông cũng ra sức chèn ép những kẻ thù trong triều. Vì vậy, trong thời điểm nhận chức ở Thục Hán, Pháp Chính từng bị không ít quan lại tố cáo. Thế nhưng, Gia Cát Lượng là người quản lý nội vụ, lại hiểu rõ đại tài của ông, nên chưa bao giờ làm khó mà vẫn hết mực kính trọng. Năm 220, Pháp Chính qua đời, thọ 45 tuổi. Cái chết của ông khiến Lưu Bị vô cùng thương cảm, than khóc nhiều ngày
Sau khi mất, Pháp Chính lại được Lưu Bị phong làm Dực Hầu, là vị đại thần duy nhất được truy phong thụy hiệu trong thời kỳ ấy. Lưu Bị từng nói, nếu Gia Cát Lượng là trọng thần thì Pháp Chính là mưu chủ. Sau này, khi Lưu Bị muốn đồng trinh phạt Ngô, không ai có thể can gián, ngăn cản ông như Pháp Chính từng làm. Kết quả thảm bại sau đó khiến Gia Cát Lượng phải đau khổ thốt lên. Nếu Pháp Hiếu trực còn, cho dù đông trinh cũng không thể thất bại. Người thứ hai khiến Gia Cát Lượng sợ hãi chính là Tào Chân, con trai của Tào Tháo. Trong thời kỳ Tam Quốc, Tào Chân cũng là một nhân vật quan trọng. Tào Chân thực chất không phải là người của Tào gia, mà phụ thân của Tào Chân là Tần Thiệu, một người bạn tốt của Tào Tháo. Lúc Tào Tháo đánh Viên Thuật, Tào Tháo đích thân dẫn một số người đi thăm dò tình hình quân địch, nhưng bị Viên Thuật phát hiện và bị đại quân của Thuật truy sát. Trong tình thế cấp bách, Tần Thiệu đã đoạt lấy mũ sắt của Tào Tháo, dẫn một số binh lính dụ quân địch đuổi theo, dùng tính mạng của bản thân đổi lấy mạng sống cho Tào Tháo. Chính vì thế, sau này, Tào Tháo đã nhận nuôi con trai của Tần Thiệu và đổi tên thành Tào Chân. Tào Tháo đối xử với Tào Chân như chính con đẻ của mình, Tào Chân cũng hết mực trung thành với Tào Tháo. Tào Chân với sự dũng mãnh của mình đã trở thành một đại tướng của Ngụy Quốc, đồng thời nhiều lần dẫn quân giao chiến với Gia Cát Lượng. Trong lần Gia Cát Lượng xuất quân Bắc phạt lần thứ nhất, Tào Chân nhận nhiệm vụ cấp bách trong lúc nguy nan nhưng lại có thể khiến Gia Cát Lượng đại bại, buộc phải lui binh. Người cuối cùng là Hách Chiêu, tướng quân trấn thủ Trần Thương Thành của Ngụy Quốc. Hách Chiêu từ nhỏ đã tổng quân, đồng thời bằng sự liều lĩnh của bản thân mà lập được vô số chiến công, trở thành một tướng lĩnh trong Tào quân. Sau đó từ Bại Ý tiến cử Hách Chiêu trấn thủ Trần Thương, phòng thủ ngăn chặn thuộc Hán. Không phụ sự kỳ vọng, Hách Chiêu từng chỉ với hơn ngàn quân phòng ngự có thể đối kháng với đại quân thuộc quốc có số lượng gấp 10 lần, cuối cùng vẫn có thể trụ vững thành công, khiến Gia Cát Lượng thất bại, hoảng hốt rút quân. Các bạn thân mến, như vậy Gia Cát Lượng một đời nam chinh bắc chiến là người tài năng kiệt xuất, nhưng đến cuối cùng ông vẫn sợ trước những đối thủ mạnh. Có lẽ đó cũng chính là sự kính trọng của vị quân sư này đối với những người tài giỏi. Quý vị nghĩ sao về nhân vật Gia Cát Lượng? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!